Ngày hôm nay sẽ có một cuộc thi diễn ra ở đây nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV. Ngày hôm nay mấy anh em mình theo yêu cầu của mọi người thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quyết định chơi một cuộc chơi gọi là một cái thử thách ở đây nha mọi người. Thì mọi người thấy đó, thì hồi nãy anh Phương quay bên góc bển đó, thì anh em mình đang ngồi một hàng ở bên đây. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ có trò chơi tức là thử thách câu cá trong chính cái ao của mấy anh em mình luôn nha mọi người. Xem coi ai là người chiến thắng nha. Lực chơi thì rất là đơn giản mọi người. Mỗi người sẽ có cho mình một cái cần câu, một cái hẻo, một cái phao. Và cái này là cái lưỡi câu, cái này mình cầm nguyên hộp. Nhưng mà hồi mình sẽ phát ra mỗi người một cặp lưỡi thôi. Đứt thua. Đứt thua tiền. Đó vậy thôi. Thì ngày hôm nay sẽ chơi như vậy. Mình, anh Ba, anh Huy và Dẹo, bốn người sẽ so tài với nhau nha mọi người. Tại vì nói chung là số lượng cần câu có hạn. Với lại mấy anh em thì Sang không biết câu, Danh thì cũng không biết câu mọi người. Toàn thì nó cũng không có câu được, cho nên là đề xuất cho mấy anh em mình chơi trò chơi này nha. Thì bây giờ ngày hôm nay nè, sẽ có một tiếng, sẽ có một tiếng cho mấy anh em mình câu, bốn người câu nha mọi người. Và ở đây Danh rồi sẽ là ban tổ chức ở bên ngoài, kiểu như kiếp gỡ cá rồi cái kiểu vậy đó ha. Ai lên con cá đầu tiên, không biết con cá gì, cái lồng tông, cá sặc gì đó, miễn là con cá đầu tiên, năm sĩ. Yeah. Ai là người câu được số lượng cá nặng nhất, tức là câu xong họ căng nha mọi người. Căng coi ai là người câu được số lượng cá nặng nhất được thưởng nóng 1 triệu đồng nha mọi người. Rồi mày tào lao, mày nói khơi khơi. Cuộc thi hôm nay tôi với tinh thần vui vẻ đó và giải trí thì mong tất cả anh em sẽ có những cái kết quả tốt. Ok, và hy vọng anh em sẽ được những cái phần thưởng do ban tổ chức đưa ra. Ok, chúc mừng anh em. Nói chung là cái này là trò chơi cho nên là những cái này không được gáp trước nha. Khi nào anh Phương qua bển đứng, anh Phương bấm giờ 1, 2, 3 bắt đầu thì bên đây mới bắt đầu là gáp cần canh phao gì đó xong rồi. Mày nào ai xuống cần trước thì xuống. Kiểu như ai nhanh tay xuống cần trước thì bắt cá trước. Mà chưa chắc đâu, câu cá mà mọi người hên xui lắm. Xuống trước chưa chắc bắt trước được nha mọi người. Rồi bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, cuộc thi bắt đầu. Thì đây là này, một cục trên căn một cục á. Đây là một phần thức ăn của một đội thi mọi người đây. Tổng số lượng thức ăn hôm nay anh em mình trộn á là 2 kg. Bây giờ bốn người chơi thì sẽ chia làm 4 phần nha mọi người. Một phần sẽ là 500g. Đó, để chia cho từng người từng người. Đó bây giờ lấy anh em hiện tại đang vào sân thi đấu rồi mọi người đó. Lấy ba. Lấy mồi. Cảm ơn. Đây, 500g. Vô lấy tô kìa. Cái tô, cái bô nữa, đưa cái bô nữa. Đúng rồi. Lộn. Anh Huy ơi. Có. Đây, 500g, có gàng. Rồi. Xin. Cảm ơn nha. Dẻo lỏ. Tô luôn. Chỉ mỗi người chỉ được 500 không? Mọi người được chỉ được 500 không mọi người. Đây, Thanh Nhã. Tôi đây. Tôi xin nha. Rồi, hết nha mọi người. Ok, bây giờ bốn thí sinh sẽ là có một trong vòng một tiếng mọi người là tự gấp cần rồi tự móc lưỡi rồi tự canh phao luôn. Ai mà là chỉ có một được cục một cục mồi nữa thôi nha. Đó. Ai mà được cá nhiều nhất thì sẽ chiến thắng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kêu nhờ anh Phương quay tổng thể từng bạn nha. Đây anh Ba đang đang vô cần mọi người ơi. Nay anh Ba sẽ chơi phao này đúng không anh Ba? Đúng rồi. Rau phao gì không mình muốn. Anh Ba có kinh nghiệm gì không? Hả? Anh Ba có kinh nghiệm gì không? Kinh nghiệm thì có bóp mồi thả xuống rồi nó ăn thôi nha. Ok. Bây giờ ai ra cần trước à, người đó câu trước nha mọi người, lợi thế trước nha. Thì đúng rồi, ai ra cần trước phải câu trước chứ, ra cần trước câu sau. Tao câu mày thôi. Tao hôm nay tao phán cho mày là không có một con cá luôn. Nói gì vậy? Tao nhã mọi người, nhã là từng nói là nghe nói là nhã là từng là thành viên câu kỳ cụ mọi người. Đây có mấy thằng em với lại người anh. Mấy thằng em với người anh. Người anh nha, có người anh nha. Người anh nó cũng cụ á. Mày giỡn luôn nha. Đây thì hôm nay là thí sinh mà đặc biệt nhất hôm nay. Quỷ chân long. Quỷ chân long. Quỷ chân long. Đó thì dẹo đà đeo bao tay nha mọi người, sợ hôi tay gì đó. Đúng không? Có chiến thuật gì không? Ôi phải nha. Cái này sao có. Ủa này sao đánh vậy? Không biết. Đây mọi người, hy sinh cuối cùng cũng là hy sinh mà lớn tuổi nhất nha, nha trong đây đấu lớn tuổi. Dạ lớn tuổi gì sao sao anh quay ra cận trên quay không anh đang thử phao hả, canh phao đúng không? Đúng rồi. Gọi là canh phao đúng rồi. Giờ anh Phương quay đây canh phao mọi người.
Này mọi người, thì đây là thí sinh mà lớn tuổi nhất và cũng là thí sinh mà xuống cần trước nhất nha mọi người. Em bỏ chữ lớn tuổi được không? Nhanh xuống, xuống anh Huy, xuống hả anh? Xuống. Lắm. Anh Huy xuống nha mấy mọi người ơi. Rồi anh Huy xuống cần rồi đó. Hy vọng là anh Huy sẽ dính nha mọi người. Dính cá. Đó lên thấy hồng phải không? Lên tim mọi người, lên tim mọi người ơi. Đây là thí sinh thứ hai nha mọi người. Cũng là gần kỳ cũ với anh Huy nha mọi người. Dạ căng. Chờ đợi. Anh ba luôn, anh ba luôn, làm luôn tên ba luôn rồi. Dẹo dẹo chưa ra được mọi người, dẹo chưa ra cần được. Chưa nói được gì á. Dẹo là đang bị gối gì rồi kìa. Anh ba chơi cái phao nhỏng trời trời. Chắc đó, giờ bắt đầu tới dẹo mọi người ơi. Dẹo không nói gì, âm thầm lặng lẽ vậy đó. Nhưng mà chưa mồi, chưa mồi nha. Cái điều mà mình sợ nhất bây giờ á mọi người là sợ dính cá dồ nha, tại vì cái lưỡi rất là nhỏ. Lưỡi nhỏ nè mọi người, sợ dính cái vô là đứt lưỡi là xong. Nhưng mà mình anh em mình chỉ chơi cái nhỏ thôi. Đúng rồi. Bắt cá vô là phải có đẳng cấp bắt được, đúng không? À bắt được cá vô là càng này thay bị dữ á. Anh ba có tiêu chuẩn, anh ba có tín hiệu kìa. Cá lội ngang. Cá lội ngang quỷ đuôi. Chúng bên học hào. Mấy cá sạc. Mấy cá sạc. Mấy cá sạc nhỏ thôi kìa. Không lên bờ ở dưới anh bơi. Lội ngang chúng á. Bên này chúng hoài nè. Chúng không về anh bơi. Không, trời ơi, gió gì vậy anh Huy? Lắm. Gió gì anh Huy? Lắm. Gió gì anh Huy? Bắn năm xị rồi nhã ơi. Năm xị của tôi mẹ ơi. Quên đó mọi người, ai lên cá đầu tiên là có được năm xị nha mọi người. Ai lên cá đầu tiên được năm xị, nãy giờ quên nói mọi người. Ghê luôn trời, cá lên tới mặt nước rồi còn hả? Xí bú thi ta. Vậy trời gì vậy ba? Rồi anh Huy cũng hay mồi luôn rồi. 13 giờ 13 phút rồi. Thì nói chung là nãy giờ chưa anh em nào lên cần mình dính được cái đầu tiên để lụm năm xị cho mọi người. Ai cũng chơi năm xị gì á. Câu trong hầm rồi không ăn nữa. Tối nãy năm xị nó lên tới mặt nước rồi, từ năm xị bay lên tới mặt nước rồi nó còn tụt xuống lại. Ấy là câu trong hầm không ăn nữa, nó chi rủ đi rồi ngoài sông cái lớn bự chà bá câu cá. Dạ. Ê kìa kìa, thầm tính nha. Dạ. Đó, nhìn cái phao lúc lắc kìa. Cái giỡn cái phao mày kìa. Dạ. Lúc lắc như bò lúc lắc luôn kìa. Đó. Đó, vậy nó cá nào ăn? Vậy nó cá nào ăn? Nó gọi. Rồi. Gì vậy? Cái nắp hùng cho trời ơi. Cái sao không? 500 nó nằm tuốt ở trên rồi nhá. Lên trên hả? Rồi 500 mày trên cái dừa. Rồi xong rồi rồi. Cái này rồi. Cái này đâu có hỗ trợ đâu phải không? Đâu có hỗ trợ. Này tại bên bờ lỗi ban tổ chức nè. Cuộc thi mà. Chân người trường tập. Thôi à. Đưa chị máy chạy đọt ta hắn băng vậy. Rồi vậy để hồi tôi nói cậu Năm ai biểu trọng này chi cho Huy câu cũng được. Mày mắc năm xị mắc chịu luôn hay gì nè. Ờ còn lưỡi. Sao? Rồi cắn luôn rồi. Chơi. Anh cắn quan trọng anh tự nói lại được không? Chuẩn bị nè. Rồi dính rồi. Rồi. Cá rồi. Năm xị. Chưa chắc nha. Anh ba cổng cá lên luôn trời. Cá bự nha anh ba. Rồi năm xị. Đi về luôn khỏi câu nữa được rồi. Đó rồi. Cho anh ba miếng nước. Đủ số hả vậy mấy ba? Đủ số rồi. Ở lại đi, có khi một cân lụm luôn 1.500.000 đó. Lụm đi ba, có cá rồi đó nữa. Đi giữ tay cái. Năm xị của cưng nó bay thẳng qua cần câu anh ba đậu qua bển luôn. Thấy người ta giật không? Nó giật lên luôn. Bây giờ trò này hơi gió mọi người. Năm xị đây mới thấy đây nó bay phù phải không? Tên kia. Bởi vì nó xị mất mồi luôn. Rồi. Rồi mất mồi nghỉ chơi. Không có đâu, nó rớt lòng vọng đâu á. Nó ngáo chứ. Nó đâu có khùng đâu. Hai nói anh ba ngáo làm ca nước uống cho bị phân tâm anh ba giật cá liền thấy không? Hai anh em này chia gì nè. Người 150. Người 250. Ừ người 250 chứ. Vòng đầu là mất rồi đó, dẹo thấy sao rồi? Đâu, em đâu lấy 500 nè. Trời ơi. Cái này mà em lấy hết luôn. Kiếm cái vô. Kiếm hàng khủng lên cái xong lên nghỉ ngồi. Dưới đây không có. Nắng nâu nhưng mà. Đó đó mà bắt được hàng khủng với cái lưỡi này á. Dưới đây không có cái cá trà dầu. Này dinh khủng. Giờ cá vô dẹo cái nữa luôn nè. Sao? Đá riêng hả? Em đá riêng với dẹo cái nè. Nếu mà dẹo giật dính cá dồ mà nó dìu cá dồ lên tới bằng nước được á, em bonus thêm 5 xị. Còn nếu như nó hụt cá dồ thua 5 xị chơi không? Gửi lên đi. Chơi không? Không. Đừng có ham. Cá đây, cá dồ đây nó mạnh dữ lắm.
vòng đầu đi rồi đó, ý Quyên sao? Tôi bình thường rồi, tại vì chơi là chơi một cuộc chơi chứ đâu phải chơi đầu mùa đâu, chứ cuối mùa nó hết rồi. Cái này không phải cuộc chơi, này bên ban tổ chức nên là làm cuộc thi á Quyên. Thôi. Số nó vậy rồi ơi. Cá tự nhiên mới ba được giải nhất luôn. Một con duy nhất là lập kỷ lục nhất trong trận. Một con cá là được 1.500.000 luôn. Lần đầu tiên lịch sử. 21 phút rồi đó mọi người. Gần nửa 30 phút rồi đó nhưng mà mới còn cá. Chị anh ba. Đúng rồi, thứ kỳ đúng rồi, thắng luôn đó. Rồi thắng là lập kỷ lục luôn nha anh ba. Gỡ trọng tài năm xị, trọng tài đẩy giờ lên chút. Đẩy trọng tài đi cho mày nè, quấy lên tiếp cho. Đồng hồ nó đấu bấm được đó. Ba lụm nha, lụm mấy miếng lụm hiếm quá chạy. Rồi xong. Sao anh ba im lụm hiếm quá ta? Cục mồi chưa thả nữa, bên kia ta lên cá nữa. Chiến thật hả em? Chiến thật lên đục sóc mồi. Chiến thật này không có thành công rồi. Hồi thấy anh ba làm ăn khá, cái bé Tư lại nhận bà con liền ha. Đây đập đó không được nha, ta đang câu cá đập trên bờ nha. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết mà. Nói vậy. Đúng không? Là cuối cùng mình lên cái dồ sao? Thôi cái dồ, em tán cô phi mà thôi đủ rồi. Đủ ăn anh ba rồi đó thiệt. Tình hình là cái phao mình đang nghĩ là meda nha mọi người. Nguyên bày cá lại nó nghĩ là phao. Đúng rồi đó, cũng quý. Trời ơi. Cái gì chứ? Sạc luôn. Giật cái đó sao dính. Cá nó buông rồi. Thôi. Cá anh sợ cá đau gì anh Quy ơi. Cần cần quý vị nha mọi người. Cũng còn dính, cũng còn dính. Ôi ơi, đẳng cấp. Chưa biết. Dùng lưỡi lên chi vậy? Còn. Không có ngạnh là xong rồi. Dù vô, đừng quay qua đây nha, cần câu ta nha. Nước, trời ơi, sao mà. Câu cần lại. Rồi mày làm sao bắt được con cá nè, tao coi coi. Làm sao bắt được con cá nè. Con cá này ăn đứt cá anh ba nha. Đức ăn đứt cá anh ba đó, dẹo. Dẹo, cố lên dẹo. 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 Dẹo lúc sắp dẹo. 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 Rồi. Không. Đem vô trong. Yeah. Mượn. Bự rồi. Số ký của dẹo hiện tại giờ là hơn anh ba đó mọi người. Số ký của dẹo hiện tại là hơn anh ba rồi đó. Cả bự. Trời ơi, đất lử luôn rồi. Rồi. Đất lử là hô luôn á. Một chút xíu nữa rồi con. Bây giờ tình hình cái nào ra cái đó trước đi. Thảy con cá vô trước đi. Ní vô rồi ní. Ní ơi là ní. Ok mọi người. Thì hai thí sinh mà cuộc thi này mình chơi thậm tệ nhất. Nhưng mà chín cá mau nhất. Giờ thì đây, chàng công viên câu cá mà đỉnh nhất với chàng công viên già tuổi nhất nhưng mà chưa chín cá nào. Ní ơi là ní. Đó, anh ba nước kìa, anh ba nước kìa. Anh nghĩ là im im làm phim. Phải không? Rồi cái dầu gì rồi. Mà tổ chức mà đâu có đuổi được. Ờ, thôi tao mày tổ chức nha. Trời ơi, ghét mày tổ chức nhiều. Bị mất con lông mọi người ơi. Ban đầu tình âm sĩ mắc rồi thấy mắc không lông luôn. Cứ đềm ha, nhìn mới có đềm liền. Có thể mắc luôn chịu đó. Rồi. Cái chẳng. Né cái dẻo, né cái dẻo. Chẳng. Rồi. Nè. Cấp nè, thấy không? Cấp nào. Anh Huy có một con mồi sảy kỳ lắm nha anh Huy. Cá xíu. Rồi, cá này mới quyết hơn cá của bé ba đó. Rồi, cá bà biết rồi. Lấy chân này luôn đi. Anh nói dé luôn anh Huy. Không phải, cá này là cá dảnh, cá là thịt nó ngon hơn cá trà Vinh. Cá trà Vinh là cái gì? Để luôn hay vậy? Đăng ký cái dảnh rồi, để ghi chung đi. Để nhiều khi lộn cá. Ký gửi đó chút xíu lụm tép. Hết giờ luôn Huy. Rồi nhìn cá, dẻo ghê, cá anh Huy kìa. So sánh lên này. Để chung không sợ cái Goofy nó quẩy đuôi ha. Rồi nhả như mày có tiếng nói nha anh em. Nhả có tiếng nói kìa. Hơi nặng nha. Đâu nha. Giả lên đây. Ơi, bự nha. Mình là bình tĩnh đó mọi người, tay một à. Bị xạo bò một chút, còn chút mà đứt dây đi. Đứt. Nó chuyện đứt rồi dẹp. Ê, cái vụ đó là không có nha. Ê. Quý.
chơi vậy là lội trực tiếp nha. Đó, dính đâu à, dính nhưng mà đem lên làm chuyện chứ. Lên lên tới trên bờ mới được. Đó cá nhã mới có hài hứng với anh ba này nha. Cái tiếng nói được với anh em sợ đòn rồi. Bỏ vô đây nè, bỏ vô đây nè. Đúng rồi nè, gỡ đi lấy. Ủa vậy, ai câu chứ? Bạn tổ chức kia gỡ đâu có, mà. Ai câu người đó dở chứ, gỡ thì hụt, lỡ vớt cái dưới rồi. Ok. Đó thừa luôn nữa. Ừ, đó thừa cũng. Tội ban tổ chức. Đây nha mọi người. Đây là cá mà. Cá đầu tiên nha của mình nha. Qua đây. Chưa biết ai hơn ai đâu mấy nãy rồi. Vẫn còn trong vị trí an toàn. Như là mày chưa an toàn với anh ba đâu. Vậy mà dính không kêu ha. Anh Quy anh im cu rồi mọi người, anh giật cái lên cái anh dính cái anh không nói cái này lội nha, cái này quay không được. Đúng không rồi, có tính nha mọi rồi. Người anh chấp nó chơi ơi nó chơi ơi, cái này nữa là nó chưa được bằng cá dẹo nó anh Quy. Nhưng mà anh ba có cửa nào ở đó đái, đái luôn cá té đái luôn. Anh so anh so với người du lịch kìa, anh so với anh ba anh so. Đây mọi người, đồng hồ đang là 55 phút 26 giây, bây giờ còn 5 phút nữa là đủ nha mọi người. Bây giờ hiện tại thì đang đều có cá nha mọi người, nhưng mà mình chưa cân, mình chưa biết ai là số ký lớn nhất nha mọi người. Đó thì mình thấy dẹo, mình thấy dẹo là có cửa nói chuyện rồi đó mọi người. Chưa nha anh Huy, hai con cũng được được lắm nha. Chưa biết đâu, nói chung là giờ phải lên cái căn mới biết được thì đó. Ai biết được. Mình phán đoán rồi, mình phán đoán vậy thôi. Ủa mình đâu có nói là hy sinh nào. Ê, là hắn nói, đâu. Sao nói trời cái này ngộ vậy? Thấy không? Tôi bây giờ tôi không bên ai được chứ, tôi chỉ đứng ở giữa thôi mọi người. Khi giải người khác thì nhìn lại đi. Ý mình nói ai nói hẳn luôn đi. Đừng giáo chủ tịch giả bờ thôi. Mày nói ai? Nói nhả. Ừ, quay gì em vậy? Ý nó mày á, ý dẹo nó có nói em rồi. Rồi. Chọc mắt nó nhìn thẳng qua em rồi, anh quay ai giờ? Chuyện gì vậy mày? Kẻ hay không bằng kẻ hên nha. Tao đâu khi dễ mày đâu mà nói vậy. Thôi không khi dễ nãy gì nó hên thôi, hên. Anh hên đi, anh hên đi. Dạ. Mày hên giùm nó đi. Mọi người thấy. Đi. Ở cái gì vậy? Trước. Thôi trước. Liệu theo nói luôn. Còn 2. Thôi trời. 2 phút nữa mọi người. Anh ba, lấy cái gỗ vô trừ bì nữa. 2 phút cuối cùng cho những hy sinh nha. Đây. Anh Quy anh còn xuống cặp mồi cuối cùng kìa. Còn mình đã cặp mồi luôn rồi, không cần xuống nữa. Tại vì còn tầm 1 phút 49 giây nữa là con cá ăn. 10 giây mình lôi con cá lên nữa rồi. Nghĩ cần chưa tính nghĩ cần. Anh Quy anh bỏ xuống đó chơi rồi còn... Nè nói trước nha, mà cá mà ăn ấy rồi nha. Đúng mà rồi. Hết giờ là chưa lên bờ được là tính không có tính còn đó nha. Ok. Cái đó là đúng rồi đó. Rõ ràng. Nhưng mà tôi dở hỏng lên mặt nước là được. Không được. Ở vậy là tính trên bờ không anh? Trên bờ mới được. Cầm tới ôi dấu mình hỏi được. Rồi. Anh bỏ cái vô trong con rộng cái là lụm. Ờ lấy gỗ, cắn cá. Đúng rồi. Lấy khỏi lấy gỗ nữa, đen cá lên nó là được rồi. Mình thì mình bị ban tổ chức chơi nha mọi người. Ban tổ chức sắm mình cái cần được, nhưng mà cái phao cũng bớt cũng miếng, cái phao nó nổi lên mặt nước. Thôi không biết câu. Ủa, kệ anh ba. Kệ cá này. Ừ. Cá đá. Cá đá. Cá đá cũng mồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi nha anh em. 1 phút cuối cùng. Vượt lên chính mình, 1 phút 30 giây, bắt đầu. Còn 10 là anh em đếm chung nha. Đúng rồi. Nếu 10 giây đó là cá không ăn, tại đếm lớn quá. Có không nè. 10 giây cuối. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, đúng 1 tiếng đồng hồ luôn. Đúng 1 tiếng đồng hồ nha mọi người. Rồi mời mọi người cuốn cần. Mời mọi người để anh em vào sân để... Để cuốn cần rồi xong rồi mình sẽ quay căn cá nha mọi người. Rồi sau 1 tiếng thi đấu thì lấy hùng này ra nấy. Nấy rồi là nấy. Rồi nghĩ đây là tổng cái nồi cá mà mình câu được nha mọi người. Nồi cá luôn hả? Nồi bự vậy. Con một. Nếu mà tính nước là cái thùng của nhã là nước em, nhiều nhất. Em là biết em mới múc lưới em mà cái nhã thôi rồi em múc. Cá nhã. Chậm à. Em múc nước cho nhã nhiều đặng chứ rồi nó câu cá rồi, nhiều quá mà hai người cuối cùng. Đây quay con cá nè. Cái căng trên đây nấy, căng trên đây là nấy. Căng trên đó luôn. À. Rồi ai căng trước? Rồi bây giờ mình anh ba căng trước. Anh ba căng trước đi. Từ đầu cứ vô đi. Anh ba đầu vô căng trước. Rồi. Đem cá lại căng. Mà ban tổ chức. Đó cái căng không gram nha. Đây không gram nha mọi người. Không gram không rồi, không ký gì cho nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt cá bỏ lên nha mọi người. Rồi. Mình đón được mình được 4 lạng nha mọi người. 4 lạng nha. Đủ nước hết. Đủ nước nữa. Đây. Chưa tới 3 lạng nữa. 2 lạng 8. 208 gram. 208 gram để cá xuống lại. Để cá xuống lại. Gram nha mọi người. Rồi, thả xuống hầm nha. Thí sinh kế tiếp là Nguyễn Thanh Nhã. Đây.
mà Nguyễn Thanh Nhã. Đây 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 đây. Rồi bắt đầu. Cái của tôi cái cá. Rồi ok ok ok. Cá mày cũng tầm thường thôi. Wow. Nhiều. Trời ơi. Còn cá này ký mấy? Trời ơi. Cá của cá tầm. Cái gì hả? Đều. Đây đây. Ơi nằm yên nằm yên. Bằng. Nằm yên con, nằm yên con. Nhiều. Đều. 208 luôn. 208 luôn. Bằng nhau nha. Đồng ký, đồng ký. Ê có cơ hội nha. Một con hả con là đủ rồi mày. Rồi đề nghị anh Quy đem cá lại. Cá anh Quy. Cá anh Quy. Cá Quy 3 con kìa. Đổ nước à, đổ nước. À, anh là bên hy sinh anh để ban tổ chức người ta làm. Giờ MC người ta còn đi bắt cá nữa không? Này MC mà MC cây á. Ba con ba à, con này chứ anh đi về ngủ luôn á. Ba con nặng ha. Ba con. Có lý nha. Đừng giỡn nha. Con này trọng à. Rồi. Rồi ok. Rồi. Nhẹ nhàng chưa? Nước cũng nhiều quá ha. Wow, nhiều. Ba lạng gửi, ba lạng gửi, ba lạng gửi 350 gram. Rồi cho về đậu nhà luôn, cho về đậu đây luôn đi. Anh đang đứng đầu hả? Đúng rồi, anh Quy đang đứng đầu. Ba mình với anh ba không có giấy gì xin. Trời ơi, trời ơi, thằng hiểu rồi, thằng khủng rồi. Bây giờ, con này mới đâm vô tay luôn tuần nữa. Con này đâm vô tay luôn tuần nữa là chẳng luôn nha mọi người. Chắc ký, chắc ký quá. Chết bà rồi. Con này 4 lạng rồi. Chết bà rồi. Nhẹ nhàng thêm, nhẹ nhàng năm nửa ký rồi. Yeah! 5 lạng mốt rồi. 5 lạng mốt. Rồi nói gì nữa đi. Thầy ơi, nó gạch nguyên đường luôn kìa. Rồi. Sao anh quay đầu rồi. Cho anh mất dạy. Sao không, sao không. Con cá nó rẻ. Toàn nó chơi nè. Ủa mọi người đứng ở đây mà em đâu có vô. Bỏ đây đi. Tự nhiên anh ba xuống đưa hình nghiệp nguyên cái kì. Không, cái này là ngoài người em mọi người. Mấy mốt không có ai cố tình hết. Nói chung là hôm nay là bốn thí sinh này là nói chung là có hai thí sinh đồng trạng với nhau, đồng hạng ba là Thanh Nhã với anh ba mọi người. Đúng rồi. Với số ký là 208. Vỗ tay. Đó. Khương khích, khương khích. Người đứng vòng nhì hôm nay là anh quy cái goofy nha. Thôi anh tranh thủ cho anh dễ. Anh đứng với cương vị hạng nhì với số ký là 300 nha mọi người. 3 lạng rưỡi. Tranh thủ chào giải xong rồi cho anh Quy về. Anh nhất về sức âm bi vô đi. Cái này giấy gì? Giấy gì? Thôi. Không có gì. Giấy gì không có gì hết. Giấy đặc biệt ngày hôm nay là con quẹo nha mọi người. Với số ký là 501 là nhà du lịch của ngày hội câu cá ngày hôm nay. Được số tiền hưởng là thôi chưa. 1 hả? 1 triệu đồng. Yeah. Và bé ba được giải khuyến khích giống như cái giao ước đã nói trước khi cuộc thi bắt đầu là ai mà kéo cá lên trước sẽ được 500.000 đồng nha mọi người. Đó bé ba được 5 xị. Rồi vậy nhất hôm nay được 1 triệu đồng đó. Cho một chàng khói tay khích lại như anh với em lại đi. Người quan trọng rồi. Rồi anh Phi ơi có cảm nghĩ gì với dây gì rồi lên đây em ăn cho anh Phi ơi. Anh đỡ đỡ đi mất máu quá. Anh có lời nói gì phát biểu gì trong ngày hôm nay mà bị cá sực không? Băng sáng băng rồi kìa. Đây rồi với hưởng em với danh chị đôi bảy cha. Nói chứ thầu mua âm bi sức nhiều quá. Không có thèm. Thôi nói chung là cũng buồn. Nói giỡn không mọi người chứ câu cá này á là hên xui may rủi cho nên là không có ai mà biết được là câu cá nào nó sẽ ăn và không ai biết được là mình ngày hôm nay có câu dính hay không hết đâu mọi người. Nếu mọi người thấy cuộc chơi này hay á thì cho anh em mình một like đăng ký nha. Anh Quy cũng rất là cố gắng để câu được ba con cá mình chứ nha mọi người, nhưng mà do là dặn mai chưa tới cho nên là anh Quy thua số ký của dẹo, nhưng mà anh Quy cũng rất là xuất sắc rồi mọi người ơi. Ok, còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.